Ok, lên em. Trưa hôm nay thì tiếp tục một con game mới. Đây, con game có tên là Kingdom. Kingdom Blood. Con game này á, thì nó được dựa trên cái mà phim truyền hình của Hàn Quốc được chiếu trên Netflix á. Đâu ta? Đây, con game đây. Anh em nhìn mấy cái cảnh này là chắc biết cái nhân vật nào trong bộ phim nào chứ gì. Ở Việt Nam những nó có cái tên là kế tựa là Vương Triều Sát Sống gì á. Để rút gọn phát. Đây. Con game này dựa trên cái bộ phim này. Nó tên là Vương Triều Sát Sống nè. Tên theo tiếng Việt Nam luôn. Thường nó có xe hai season đó ta. Ờ đúng rồi. Hết season 1 hình như là lúc mới quay trở về rồi. Người tên ông vua chết. Nó cái này tiếng Tây Ban Nha hết ta. Anh em đợi tích. Tôi lấy cái ạc nét đếp tiếng Anh tiếng Việt gì vô cho anh dễ coi. Đây. Lấy cái ạc này đi. Bên đi rồi như là cái hạt khác nó tiếng Việt nó vậy kinh đó đây Vương Triều Sát Sống thì anh em xem phim Hàn Quốc mà thì chắc cũng biết con này nó từng rất là hot trên Netflix một thời gian á năm 2021 thì cách đây cũng 2-3 năm rồi thì sau cái sự thành công của cái bộ phim đó thì chúng ta có con game này đây. Thì có phong cách mà thiết kế nút bài trí như thế này á. Tôi có thấy có phim ở đây nè. Thì tôi nghĩ nó là có chế độ online hoặc là co-op hay là cái gì đó. Ngoài ra thì ở đây nó thiết kế bố trí nút như vậy thì nó tương đối giống với mà mấy con game Soulslike bây giờ thôi. Coi thử cái giai đoạn ha. 1 phút 23 giây. Game này được phát hành và phát triển cùng bởi cái nhà phát hành duy nhất luôn đó là Actionware. Animation nhìn thì cũng tạm được đó. Game này rất là máu me bạo lực nha. Cấm cho em dưới 18 tuổi vô coi đó. Nhưng mà cái phần lồng tiếng này thì không ổn cho lắm. Mấy cái đoạn cutscene thì đầu tư hơn tí nè. Anh em nhìn cái hiệu ứng vải bóc nó bay như thế này. Làm rất là tốn tài nguyên luôn nha. Nãy giờ thấy sơ lược là có khá nhiều cái loại vũ khí. Đây. Con game này cảm giác như là nó làm trên cái phiên bản mobile luôn đó. Nếu như thiết kế chuẩn chỉ á. Nè, có chế độ online PvP, online co-op luôn. Đa nền tảng luôn mà. Nó thanh toán trên mạng nữa, nên tôi nghĩ con game này nó sẽ thêm cái tính năng PvP nữa. Được follow hơi ít một tí. Thì hiện tại là game chưa có thời điểm ra mắt chính thức đâu. Đây là cái phiên bản playtest thôi. Thì cái bản playtest của tôi là không biết nó có khác gì cái bản trên Steam không. Bản của tôi thì được deep gửi cây riêng. Dev họ gửi cái cây riêng thì chắc cũng na ná bản này thôi. Thì cái đợt playtest này sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 12 á. Dev ghi gì đó. Việt Nam, giờ Việt Nam mình nghe không? Tới ngày 5 tháng 12. Thì sau cái thời gian đó thì sẽ chuyển thành cái bản demo. Lúc đó anh em có thể thử qua được cái bản demo luôn. Mình không biết cái demo với cái playtest nó khác nhau nhiều không thôi. Ok, giờ vô thử game coi sao. Hy vọng là nó đừng có giật lag quá. Nhưng mà game này định hướng thì sẽ có tối ưu cho mobile nữa nên chắc không có đâu. Game này cảnh báo cho 18 tuổi nha. Nhưng giờ đâu? Chắc là đang đăng nhập server thôi. Rồi, nhấn được nút này chưa? Tôi chả biết nút này là cái gì luôn. Ủa công cụ chụp OCG đây nó không nhận diện được cái tiếng Hàn này lỗi như thế này là sao rồi giờ nó mới hiện lên cái cửa sổ đăng nhập mà phải đăng nhập bằng mấy cái này nữa hả anh em đợi tí mình phải đưa nó ra bên đây cái đó
dùng mạng Clone thôi, chứ mà game này là định hướng mobile rồi. Chết do thiết bị, giờ bấm vào nút 90. Đây, đăng nhập bằng Android nha. Diện game này là xác định là mobile luôn rồi đó. Continue. Đây là cái máy chủ. Châu Á. Sau S của mình mà. Mugong. Bấm vào màn hình để bắt đầu. Thì cái đoạn này là nãy giờ cái cảnh nó vẫn là trên Zalo thôi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đồng ý hết. Rồi full màn hình nhé. Đang tải 5G nữa. Hèn gì con game nó tải hơi nhanh. Đoạn này chắc lâu á. Nên chúng ta lướt lướt qua Steam của họ một tí nữa đi. Đây, thôi phép. Thì game này vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức, nhưng mà ghi coming soon như thế này thì tôi nghĩ ít nhất là vẫn phải cái quý 1, quý 2 năm sau á. Nhà phát hành, nhà phát triển luôn là Action Square Enix, Action Square nè. Game này thì studio tiếng Hàn dựa trên cái phim Hàn luôn, nên sẽ có cái ngôn ngữ với phụ đề là tiếng Hàn. Tiếng Anh thì chỉ có giao diện tùy chỉnh thôi, không có phụ đề luôn nha. Nên tôi nghĩ là không có các cảnh nhiều trong game này đâu. Tại dung lượng nó cũng khá là nhẹ, chỉ có 5G nè. Lúc mà thiết kế nút nhìn như thế này là cũng liên tưởng đến cái hệ thống mobile rồi. Đây, Kingdom Come là game hành động dựa trên một cái series phim truyền hình rất là phổ biến. Anh em nào chưa coi có thể coi qua thử phim này. Thì cũng hay thì thực sự không quá xuất sắc. Nói chung là dẫn cái bối cảnh với biên kịch của nó thôi. Với lại trong phim thì cái trang phục nó không có lộng lẫy được như trong game như thế này đâu. Trang phục trong phim thì tối giản hơn rất là nhiều. Game này nếu như không biết cái bản PC này nó có bị mà đau ghép đồ họa xuống cho mobile không, nếu có thì game chất lượng khá là tệ. Story ghi cốt truyện đó, cốt truyện nhưng mà không biết con game này có đầu tư vào cốt truyện không, còn dạng game online mì ăn liền hên xui đó. Đó cho nó là ông vua đó. Cái này đoạn Zalo 40 giây với là lặp lại nãy giờ thôi. Bạn em bây giờ có thể chơi bấm vào web asset này là chơi được nữa. Đó. Chỉ cần cái ad Steam thôi. Dev cũng ghi ở đây là sẽ chấp nhận tất cả các lời mời luôn rồi. Đó. Nên cứ là đây. Sẽ tự động là cho tất cả những người mời kéo dài đến ngày 5. Ngày 5 có tháng kế. Là tháng 12 cuối cùng đó. Bài đăng này thì 24 tháng 11. Thì cách đây cũng 2 tuần rồi. Cách đây đúng tuần chứ. Nhưng mà có cái dòng thanh toán hiện nạp này thì tôi thấy khá là hên xui đó nha. Đây nè. Không biết nó có pay to win quá nhiều không, hoặc đơn giản như là cái phục trang thôi thì nó còn đỡ. Tại vì con game BBB, BBB này rồi. Mà lại còn thêm cái mà pay to win nặng quá nữa thì khó lắm. Hy vọng nó chỉ là cái đó thôi. Tôi sẽ vô xem thảo luận thì họ có nói gì không. Đây. Trước đó thì nhà phát hành này cũng đã phát hành con Anvi nè. Anvi này thì chơi cũng tạm ổn đó. Tuy nhiên bị dính vào cái đánh giá mới xịt, do cái lối chơi nó về sau lặp đi lặp lại rất là nhiều. Action Square. Nếu anh em chưa biết con Anvi này có thể thử qua nó. Tôi nhớ đâu là bây giờ chắc dễ rồi, trên Xbox. Trên Xbox cũng có con Anvi này luôn, Xbox trên PC Game Pass. Đây, nó sẽ rời khỏi cái PC Game Pass này vào ngày 1 tháng 12 rồi. Tức là bây giờ anh em tải thì chưa kịp đó, chứ ngày mai là hết á. Nên cơ hội cuối đây chắc là hôm nay thôi. Mà lúc cái video này lên thì chắc hết rồi.
Đây là con Anh Vi. Anh em có PC Game Pass thì có thể vô thử game này, hoặc là mua nó trên Steam tại đây luôn. Game thì bị gớt và mixed, chủ yếu là do cái lối chơi nó lặp lại hơi nhiều thôi. Tuy nhiên nhà phát hành thì vẫn còn cập nhật nó khá khá đó. Kingdom Come. Đây, game Net Update bây giờ đã chính thức lên đây. Hiện tại là chưa có cái logo ở đây nữa nè. Anh em nên cố gắng thiết kế là hoàn chỉnh logo như này. Vũ khí vì bây giờ có rất nhiều cái hiệu ứng. Lăng với Tai Chi sẽ mắc là cái hiệu ứng này. Boss thì có sẽ có cái điểm yếu lặp lại lần nữa như bị nóc vậy đó. Boss sẽ miễn nhiễm với cái đòn chó đẩy đánh gì đó. Zombie cắn thì sẽ hiện ra cái ảnh hưởng đến thông số cái máu của mình. Sử dụng cái nước thánh gì đó để mà chưa kịp coi nữa. Rồi ok, đây giao diện trong game, FPS nó khá là thấp. Muốn mua lúc nào nhưng đợi tí tôi gắn tay cầm vô nữa. Tutorial luôn. Đây là Lee Chan. Tấn công bằng cái vũ khí cận chiến, có tên là Haewando. Nón nào ta? Nón này thì giống quan võ. Quan võ, còn cái này giống quan văn hơn. Nhưng mà quan văn cầm kiếm nó mới đẹp. Đương nhiên là đồ đen này. Cái này anh em là mấy cái game Hàn Quốc á, rất là chú trọng cái việc tạo hình nhân vật như thế này luôn. Nhưng mà có dễ tính không? Hiện tại là chỉ có chọn cái mũ áo thôi, rất là đơn giản. Cái này màu da, tối tí đi. Gầu, nên đi gầu. Để tí gầu cho nó bầm trọn. Để coi đi, không kịp. Bây giờ nó nhận cái nút trên tay cầm thôi này. Tháo cái tay cầm ra. Mới vô đánh boss à. Chi sẽ nhận được thông qua các đòn tấn công cơ bản. Khi mà mình gây ra cái đòn tấn công á, Chi sẽ tiêu thụ khi mà mình gon. Mình đánh hoặc là bị đánh thì sẽ nhận được cái điểm chi này. Cái chi này sẽ tiêu tốn khi là mình lăn hoặc sử dụng cái đòn tấn công tốn cái điểm kill phone này. Chi thì sẽ cho mình vô cái chế độ là đại diện là khóa gồng khóa cọp vậy đó. Đánh bằng chi thì nó sẽ góp tăng cái tỷ lệ git lên. Không biết là chắc ăn gây ra git không. Rồi ok. Tiếng game hơi to. Thậm chí anh em có thể mà bỏ luôn cái cảnh mà mấy cái cảnh cũng game đó. Trời độ băng giải kìa. Lên 140. Tệ hả? Ok, chơi ổn. Cái ớt FX giảm UI với âm môi trường thì tạm ổn rồi. Sao cái tiếng nó không đồng đều? Ok,
Camera hơi khó chịu tí nha. Đúng kiểu game mobile đó. Không có đỡ đòn hay là pha ghi gì hết. Đồ bạ như thế này cũng là tạm ổn thôi chứ không có tệ. Chỉnh nó đỡ được chưa? Mình đỡ bằng lúc nào ta? Từ từ, nãy kiếp chờ tu ghi hồn rồi, sai lầm quá. Lúc AD, phách 3, nhiêu đây hỏi đã. Cuộn xuống lúc nào trời? Không có cuộn xuống để nhìn được. Đây, không có gần mà cái đó đâu. Rung lắc, ọp luôn. Cái này độ sáng màn hình, tạm ổn rồi. Lát hết. Nhưng mà tại sao mình đánh bằng này ta? Đó, lên cấp được cho hai món. Cái này tương đối giống với con Nagaka Platform. Nhìn cái giao diện thiết kế tương tự gì. Bây giờ bắt đầu mở ra mấy cái kỹ năng. Hơi bị nhiều nha. Level 10 mới mở được, 25 mới mở được. Đâu đánh nữa hả? Ghim máu mèo phát á. bốn cho cái quần địch bị nóc cộng 0.2 linh hồn kinh đau 30 giây, cái này dạng khiêu rồi. Đấy. Nói chung là chém 2-3 cái xong rồi nhắn nghe. Đó. Cái này là vô mà huấn luyện cho nó thử thôi. Gói quà thân thủ, điểm danh nhận quà hàng ngày, được cái cơm nắm gì đó. Bên đây là cái giao diện nhận phần thưởng của mình. Phải làm đủ cái này mới nhận được. Bây giờ nhận ngày đầu tiên, giết người. Đó, bắt đầu là cái này vô, bắt đầu PPP nè. Nạp tiền rồi đó, nhận phần thưởng trước đi. Cái gì cho miễn phí thì tính trước. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày 5 cái thì được 90 gạo trắng. Còn cái này là gì? Đá. Không có cuộn xuống được nha. Tôi cũng không biết cuộn sao nữa. Không cuộn xuống được thì bó tay. Bên đây nhận thưởng được nữa nè. Là một cái này giống như ở Battle Pass vậy. Đó. Giống hệt Battle Pass luôn. Bây giờ cái này là chắc mấy cái thông báo thôi. Đúng chuẩn game mobile luôn rồi đó, anh em thấy chưa? Cái này là gạo đỏ à? Bách bánh gạo hả? À? Cái này là mấy cái event? Đây nè. Sau này không biết có mà mở ra cái gì nữa không?
dạng như gacha có mấy anh em kia đó là xong. Cái này là thông báo à, nhận phần thưởng của mình chưa nhiều quá vậy, nhận tiếp. Mình có ba cái nhiệm vụ ở đây, xong cái nào mình nhận cái đó đó, nó có thông báo rồi nè, bấm vô mission đây cũng gì luôn. Còn cái này là tăng cái kỹ năng kill, nó bắt mình phải tăng cái này á ta, lên được có 10% thôi, 5% à, 5%. Lấy thằng cái này đi, nó sẽ tiêu tốn của mình cái level 3 là tiêu tốn một quyển sách, một quyển sách là cái danh này lên luôn. Cái này là cái đòn đánh cơ bản, tôi nghĩ tăng cái này là ok nhất đó. Bây giờ hai quyển sách mới lên đường cấp nữa. Bây giờ trên này là cái tiền của mình này, 100 bạc thì mua được 1.500 gỗ. Gỗ này gỗ cứng, này là thịt khô bò, cái này cuộn len đó. Nhưng mà mua mấy cái này chắc là nguyên liệu để gấp đồ chế đồ vậy thôi, mỗi ngày nó chỉ cho mình giới hạn là mua một số ít cái này thôi nha. Trang phục nè, nên em thích bộ đồ nào có 10.000 tiền lận. Trình dương đi, trình dương được cái nón với cái áo màu đỏ này, cũng nón với áo thôi. Cái này bộ giáp nhìn nó nặng nề quá, coi thử cái này không đẹp bằng bộ đen đen nấy nha, không có cũ qua được, không có cũ qua cũng lại gì được hết. Tôi gắn thử tay cầm vô cũng không cuộn được nữa. Tay cầm hình như cũng không nhận luôn. Thôi, tạm thời thì coi sơ thôi. Bộ đồ màu đen này vẫn đẹp hơn bộ đồ màu xanh nãy, nên không muốn đổi đâu. Mặc dù cái này là bộ đồ cơ bản, cái này là hệ thống vũ khí của chúng ta nè. Cái gì đấy, có chỉ số nữa nha, có cái dòng so sánh với mà trao đổi này là nó có chỉ số rồi đó. Cú lạc dùng tan rồi, chơi cái đồ này thử này thì nó có hai cái hệ thống tiền tệ à, vàng thì tôi nghĩ chắc là nạp rồi đó, còn cái bạc ở đây là mua. Ghép bên đây là level 9, ghép là dạng đi công lành á, 21 lận. Hướng dẫn mà level 13 hả? Lại nhận phần thưởng nữa, gỗ khô bò. Nhưng mà cái này nói chung tài nguyên trong game này nó thiết yếu. Shop. Oh. Bán cái này thì được 700 cái chuông. Thử coi. Rồi, chúng ta vô thử cái nhiệm vụ đầu tiên. Và chắc ngay đây nè. Vô bán tờ. Hai chapter là sao? Đổi cái nón vô, nhìn thấy khí chất ngồi lòi ra luôn, thấy không? Hai bốn năm sáu gần chục con rồi, ôi đông quá, đông quá.
con zombie nó cắn mình thì sẽ hiện ra cái này. Cái này là cái lượng đam của mình thôi, đam càng cao thì phần thưởng càng lớn. Nhận được cái điểm linh hồn này thì giết zombie do mà có trên 70% cái này sẽ thêm cái hiệu ứng fatality này. Cái gì bị cắn rồi? One hit. Từ từ cắn, cắn theo luật đi. Hiện tại là chỉ có mấy hai cái đòn chém cơ bản thôi nên nhìn nó khá là chậm. Chém hụt cái là dính liền. Nhưng mà nó cắn mình thì không thấy mất máu luôn. Chắc mấy cái đuôi đầu nó thả cho mình chơi vậy. Nó cứ cắt cái động tác mình khó chịu hết. Nhưng mà xét trên cái mobile á thì cái đồ quả như thế này là cũng tạm ổn rồi đó, chứ không quá tệ đâu. Sao còn tiếng gạo nữa ta? Cái gì? Boss à? Đạp đầu rồi nè. Last hit nè. Mười hai ngàn. Được 200 gạo. Một cái quyển sách tâm pháp One Man Army. Tăng cái đòn tấn công của mình. Đơn giản vậy thôi hả? Lên cấp. Lên level 3 luôn. Được hai quyển sách. Năm quyển sách nữa. Thiết bị ở đây là có tiền sử dụng cho cái đòn tấn công siêu phôi. Quá trời, đánh mới có hai trận mà nhận thưởng rồi, tiền dồn dập luôn. Talisman là dạng như cái bùa chú trang bị của mình chứ. Cái này cái gì? Phan phan, cái này tài nguyên xài một tầng hay là chết rồi lỡ bấm luôn rồi. Khô đồ đúng ngheo. Xong này nó chấp chấp ghê đó. Đây là mình bây giờ có hai quyển sách này. Khi cái dùng cái đòn kết liễu này sẽ tốn mới hai linh hồn nữa. Nhưng mà hồi được 500 máu nha. À, muốn mở được cái khiêu này là phải clear được cái ải 51 này. Khó gì? Quá thấp để học khiêu. Mấy cái chiêu này ra đồn nhanh nhanh lắm. Đó.
đó, như cái chiêu này chẳng hạn. Rồi, tăng cái kill point này đi. Lên được 10%. Mắt là lên được 2 cấp. Ok. Đây là tổng cộng cái phần thưởng của mình. Coi mình đi được bao xa, tới đâu. Okay. What's입니까? Ủa, có phụ đề tiếng Anh nào? Rồi, là khỏi màn hình luôn rồi. 어미에게 예를 갖추는 법도 잊었습니까? Đáng lẽ nên phụ đề viết hai dòng á, tại vì tiếng Hàn bản gốc á là một cái tự đơn mà viết rất là ngắn, vừa ngang luôn. 듣자니 괴한 역병이 터지고 khi mà trở về cái Dương Triều thì thấy một cái răng dịch bệnh lạ đang lây lan. Họ nói rằng bệnh dịch này thì khiến là người chết có thể sống lại, người không chết cũng không sống. Bắt đầu đi tìm thuốc giải không? Cái này là ông hoàng đế nè. 그리도 뵙기를 청하던 전하를 보셨겠으니 말이죠. Cuối cùng thì trách nhiệm lại đổ lên vai mình. Thằng tên là Chen. Mỗi thì ba cái chấp, ba cái chương bình thường sẽ có một con boss. Chế độ này sẽ reset lại mỗi khi là mình thất bại thôi. Ý cũng được nè. Này lựa chọn đồ khó hả? Ở bên này là gì? Cái này là điều hồi boss thôi. Mày ra không? Mở cửa ra. Ây da. Một combo. Nó hiện dấu chấm hỏi trên đầu là sao ta? Ra đây, mày ra đây. Hình như tôi gỡ mất cái nút fatality cái gì rồi. Ồ, có chọn mà giống cái mấy con game mà kia nó nè. Hồi 10% máu nè. 30 đam, tốn 150 tiền đấu gã. Mình chỉ có 10 linh hồn thôi. Mình có nâng cấp vũ khí sau này nữa nha. Phá hủy mấy cái mà dược phẩm này trong cái môi trường tự nhiên á sẽ nhận được thêm cái điểm linh hồn. Nói chung là cái gì cũng cần vô cái điểm mà nội năng này cho nó.
ba ải như thế này mới gặp được con boss. Thằng này mở cửa đâu không? Trong phim là nó cắn một cái là mình bay màu luôn. Mẹ phá nè, nó điểm. Mày nó chấu vậy? Hồi nãy một combo nó chết luôn á. Rồi xong, chuyển sinh. Game. Hay là tại server ta? Tại server thì phải báo lỗi chứ. Sao tự nhiên văng thẳng được vậy? Rồi chờ nó load server hơi bị lâu á. Nó đăng nhập lại nữa rồi, anh em đợi tí. Tôi không nhớ bát luôn. Hồi nãy là mình chơi server này đúng không? Nguyên vong á. Khác server thì cái nhân vật có cần phải tạo lại không ta? Level 3, công 150, máu 6000. Nhiệm vụ chủ tuyến là map 2. Mình có thể kết nối lại ngay cái điểm mình bị gắt luôn. Tính ra cũng đỡ đó. Mới nhặt được cái gì nè, tự nhiên mấy cái đồ gớt giữa đường nãy giờ không để ý. Ủa này sống lại đó hả? Ủa thằng này là mình mà, làm gì có thằng nào đeo cái tay thỏ như thế này nữa. Hello. Mấy con quái dùng củi này cũng mất tiêu luôn rồi. Mấy cái đường này nãy mình đã đi luôn rồi. Rồi ơi, không chừng tôi đi ngược đường lại coi. Ở đâu cái khiên nó dựng hướng này đúng mà. Nè, mặt mình vẫn quay vô đây nè. Không được đi ra. Lỗi này là tính ra một cái lỗi bớt rất là nặng đó nha. Thậm chí cái tường thành ở đây cũng mất tiêu luôn nè. Anh em nhìn nó mất upset luôn nè. Rồi không có xài nút đánh được luôn đó nè. Không lộn không đánh gì được hết. Không tương tác được môi trường luôn. Đầu hàng đó. Chậm lại. Chắc là nãy do nó mà gắt game nó bị văng đó. Cơ bản hiện game này cũng chưa có hoàn thiện gì đâu. Sau đây khó khăn tí. Sau thì được lên thêm 100 điểm nữa.
mấy quái này nó cũng trâu hơn đó. Thằng này không, như quái nó cũng chuyển động nhanh hơn nữa đó. Chọn bạn. Con này mở cửa ra nè. Chơi ghét thuộc lòng luôn rồi. Bên trái vô, bên phải này ra đúng không? Bây giờ nó dám đánh trả nữa. Hồi nãy có cái thùng, đâu ra nè, có cái hàng gạo này nè, đó vô đây là tương tác được với nó nè. 10 điểm à, không có mua được cái gì hết. Chết rồi. Sao mà không dốt nhốt một bầy zombie vô một cái củi thôi mà nhốt mỗi củi một con đi ta. Thiết kế map cũng khá đường điệu nữa, nhưng mà được cái đồ bạ thì tạm ổn thôi. Quái bắt đầu châu châu lên đó. Bây giờ mình đánh phải trên 2 hit nó mới nóc. Bây giờ cái này không có đụng vô được. Ủa vẫn chém được cơ. Ủa cái điểm linh hồn ở trên đó 560 kìa, góc trên bên phải á. Giờ mới để ý. Nãy giờ nhìn cứ tưởng 10 điểm mà. Mà chắc 10 điểm đó là gì con. Khi đi vô mấy cái chỗ này á, có bàn tay này thì boss nó sẽ vượt qua cái level của mình. Nên rất là nguy hiểm luôn. Cái này bình này có thể hồi máu à. À kì mua cái vết cắn của con zombie á, cái hiệu ứng zombie á bằng cách tương tác trong cái bình này. Trời trình cao như tôi mà zombie nó cắn được. Rồi xong rồi. Trình cao nhưng mà từng con thôi chứ. Nè, vô cái bình này rửa cái vết cắn. Mẹ rất là một ký ảo ma luôn. Con game này cái tiếng game nó làm
hai con zombie rồi né sao thôi. Không có kêu chém xoay vòng nữa. Làm tí nước anh em ơi. Rồi đứng game gấp. Cây cú nha. Rồi, coi như là hôm nay chơi tạm con game Kingdom này thôi. Game thì vẫn đang giai đoạn playtest. Playtest này là cái giai đoạn mà trước phiên bản Early Access đâu, trước cái phiên bản mà demo dạng alpha beta thôi đó. Nên thành ra nó còn rất là nhiều lỗi. Cái này cũng không trách được nhà phát hành. Họ đưa ra cái phiên bản này chủ yếu là mình test đổi, mình report báo cáo này cho họ. Còn Vega tôi thì nó cũng đang hoạt động khá nhẹ nhàng, nó sắm mấy độ nên cũng không có phải là nó quá tải tài nguyên gì, nhất là một con game dựa trên cái nền tảng mobile nữa. Rồi ok, bye bye anh em. Một con game tương đối đơn giản bình thường thôi nha, không quá ấn tượng.